Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Phân tích tài chính cùng với tôi Lưu Mạnh Thắng. Buổi chia sẻ ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một cái nội dung có liên quan đến việc làm thế nào để chúng ta có thể thành công hơn với cái công việc kế toán trưởng, giám đốc tài chính, những nhà quản trị tài chính doanh nghiệp. Lý do tại làm sao mà tôi lại chia sẻ với các bạn cái nội dung này? Bởi vì những người làm công tác tài chính, những người làm công tác quản trị tài chính, những kế toán trưởng, giám đốc tài chính của doanh nghiệp là những người luôn luôn phải xử lý các công việc của mình với các con số. Và cái công việc với các con số thì chúng ta chịu một cái áp lực rất là lớn. Lý do chúng ta chịu cái áp lực rất lớn bởi vì cái công việc của chúng ta phải xử lý với con số. Hàng ngày chúng ta phải giải quyết công việc bằng các con số. Và các con số này đó chính là tiền bạc của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được hình thành ra, được tạo ra để đạt được cái mục tiêu tài chính mà chủ doanh nghiệp hướng đến. Và để đạt được mục tiêu tài chính thì chúng ta phải có doanh thu, chúng ta phải có khách hàng, chúng ta phải quản trị được chi phí, phải quản trị được dòng tiền để giúp cho doanh nghiệp đạt được cái mục tiêu tài chính và giữ được cái trạng thái về năng, về an toàn về mặt tài chính. Do đó cái áp lực lên những người làm công tác quản trị tài chính là rất là lớn. Do đó chúng ta để thành công thì chúng ta cần phải làm sao để cân bằng được giữa công việc và trạng thái cảm xúc của chúng ta, thì khi đó chúng ta mới thành công được. Và để giải quyết được cái điều này thì chúng ta cần phải biết được rằng là chúng ta phải giữ được cái trạng thái năng lượng cao. Cái công việc mà chúng ta đang làm nó cần phải có được cái năng lượng cao. Bản thân cái cá nhân chúng ta cần phải có được cái năng lượng cao. Và cái năng lượng cao sẽ giúp cho chúng ta giải quyết công việc một cách hiệu quả và giữ được cái trạng thái cảm xúc tốt nhất. Do đó cảm xúc và năng lượng là hai cái vấn đề đi song hành với nhau. Nếu chúng ta có được một cái cảm xúc tốt thì chúng ta luôn giữ được cái trạng thái năng lượng cao. Còn nếu chúng ta không có được cái trạng thái cảm xúc tốt thì cái năng lượng của chúng ta nó sẽ thấp xuống. Và khi cái năng lượng của chúng ta nó thấp xuống thì dù chúng ta có giỏi chuyên môn, chúng ta cũng không thể nào giải quyết công việc một cách hiệu quả được. Bởi vì công việc của chúng ta nó không chỉ đến từ chuyên môn thuần túy mà nó còn cần đến các cái xử lý các cái mối quan hệ khác trong công việc, trong xã hội mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta các cái đối tác của chúng ta mà chúng ta cần phải xử lý. Do đó chúng ta phải là người có năng lượng cao, phải là người có được cái cảm xúc tốt, luôn luôn giữ được một cái trạng thái cảm xúc tốt nhất. Và khi chúng ta có được một trạng thái cảm xúc tốt thì khi đó năng lượng của chúng ta cao và công việc của chúng ta nó sẽ thành công. Đương nhiên chúng ta cần phải giỏi chuyên môn rồi, nhưng bên cạnh cái công việc giỏi chuyên môn, chúng ta cần phải có cái năng lượng cao. Vậy làm gì để chúng ta có được năng lượng cao? Thì chúng ta cần phải có được một trạng thái cảm xúc tốt. Vậy cảm xúc tốt là như thế nào? Đó là những cái cảm xúc vui vẻ, là cái cảm xúc về hạnh phúc, là cái cảm xúc về thành đạt, là cái cảm xúc về thành công. Đó là những cái cảm xúc mà mang lại cái năng lượng cao của chúng ta. Còn những cảm xúc về thất bại, cảm xúc buồn, cảm xúc cáu giận, cảm xúc bực tức, đó là những cái cảm xúc xấu và nó kéo cái năng lượng của chúng ta xuống. Và khi chúng ta giải quyết công việc với một cái trạng thái cảm xúc xấu thì năng lượng của chúng ta là thấp. Và khi chúng ta năng lượng của chúng ta thấp thì dù chúng ta có giỏi chuyên môn như thế nào, chúng ta vẫn khó mà có thể thành công trong công việc. Do đó để thành công trong công việc, đặc biệt là với cái công việc của kế toán trưởng, giám đốc tài chính, những người quản trị tài chính trong doanh nghiệp, thì chúng ta cần phải quản trị được cảm xúc. Và nếu như chúng ta quản trị được cảm xúc thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công trong công việc của chúng ta. Và trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn những yếu tố nào ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta, và chúng ta quản trị được ba yếu tố đó thì chúng ta sẽ quản trị được cảm xúc của chúng ta và chúng ta luôn giữ được cái trạng thái năng lượng cao nhất, tốt nhất cho chúng ta. Vậy cảm xúc được hình thành, được ảnh hưởng bởi ba yếu tố sau đây. Yếu tố đầu tiên đó là cái trạng thái cơ thể của chúng ta. Cái trạng thái cơ thể của chúng ta chính là cái con người của chúng ta này. Cái trạng thái cơ thể của chúng ta nó sẽ quyết định cái cảm xúc của chúng ta. Nếu như chúng ta giữ cho mình được một cái trạng thái cơ thể tốt nhất, năng lượng nhất thì chúng ta sẽ có được cái cảm xúc tốt nhất. Do đó để mà thay đổi được cái cảm xúc thì chúng ta thay đổi trạng thái cơ thể. Khi chúng ta đang ngồi thì cái năng lượng của chúng ta nó sẽ hạ xuống, nó sẽ thấp xuống. Nhưng khi chúng ta đứng lên, chúng ta vận động, chúng ta giơ tay lên, chúng ta dang hai tay ra, chúng ta giơ hai tay lên, chúng ta chống hai tay vào sườn, nắm tay lại và chống hai tay vào sườn, chúng ta ưỡn ngược ra phía trước, chúng ta dang hai tay ra và chúng ta giơ hai tay lên. Đó là những cái trạng thái cơ thể chúng ta thay đổi. Đó là những trạng thái cơ thể đem lại cái nguồn năng lượng và cái cảm xúc cho chúng ta mạnh mẽ và tốt nhất. Ngoài ra chúng ta có thể đi bộ, ngoài ra chúng ta có thể đi chạy bộ nếu như chúng ta có thời gian, điều kiện cho phép. Thì trong cái quá trình chúng ta giải quyết công việc, có thể chúng ta thay đổi cái trạng thái cơ thể bằng cách đó. Có thể chúng ta đi bộ,
từ tầng 1 lên tầng 5, tầng 6, hoặc ngược lại chúng ta có thể đi bộ trong một khuôn viên nếu như cái thời gian cho phép chúng ta, thì chúng ta thay đổi trạng thái, còn nếu không thì chúng ta có thể đứng tại chỗ và chúng ta thay đổi trạng thái cơ thể trong một cái không gian rộng lớn ở cái phòng của chúng ta để chúng ta thay đổi cái trạng thái cơ thể và thay đổi cái cảm xúc. Và những cái trạng thái cơ thể giúp thay đổi cảm xúc đó là những trạng thái cơ thể mà tay chúng ta ra, tay chúng ta giơ lên và tay chúng ta chống vào hông để chúng ta cảm thấy rằng mình có một cái năng lượng rất là cao, và khi đó thì chúng ta thay đổi cái cảm xúc của chúng ta, và khi thay đổi cảm xúc của chúng ta, cái năng lượng của chúng ta sẽ đi lên, đẩy lên, và khi đó thì cái công việc của chúng ta giải quyết nó sẽ gì tốt hơn rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta ngồi một chỗ và chúng ta giải quyết công việc với một cái trạng thái cảm xúc nó xấu và cái trạng thái năng lượng thấp. Đó là cái điều đầu tiên ảnh hưởng đến cái trạng thái cảm xúc của chúng ta. Cái điều thứ hai đó là cái ngôn từ mà chúng ta sử dụng, tức là khi mà chúng ta sử dụng cái ngôn từ trong công việc thì chúng ta cần phải sử dụng những cái ngôn từ hướng đến những cái điều tích cực, hướng đến cái mục tiêu của chúng ta, thì khi đó chúng ta mang cái trạng thái cảm xúc tốt nhất. Còn nếu chúng ta sử dụng cái ngôn từ nó tiêu cực, nó cản trở cái mục tiêu của chúng ta, nó không đi đến cái mục tiêu, không giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu của chúng ta, đạt được cái mục tiêu của doanh nghiệp, thì khi đó cái ngôn từ đó làm cho cái cảm xúc của chúng ta nó tụt xuống, và khi cái cảm xúc của chúng ta tụt xuống thì năng lượng của chúng ta nó cũng sẽ tụt xuống theo. Đó là cái điều thứ hai ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta, đó chính là những cái ngôn từ mà chúng ta sử dụng hàng ngày, ngôn từ mà chúng ta sử dụng trong cái chính cái công việc của chúng ta. Và chúng ta phải sử dụng những cái ngôn từ hướng đến cái mục tiêu của chúng ta, giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Đó là những cái ngôn từ mạnh mẽ, đó là những ngôn từ nó có tính chất quyết định, có tính chất mạnh mẽ, có tính chất khẳng định để chúng ta đạt được cái điều chúng ta muốn. Còn chúng ta sử dụng những cái ngôn từ nó tiêu cực, sử dụng những ngôn từ phủ định để nó ngăn cản cái điều mà chúng ta đang hướng đến mục tiêu, thì nó sẽ làm cho cảm xúc của chúng ta, chính cái cảm xúc của chúng ta nó tụt xuống và năng lượng của chúng ta cũng sẽ tụt xuống. Đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba nó ảnh hưởng đến cái trạng thái cảm xúc của chúng ta, đó chính là cái điều mà chúng ta tập trung vào. Điều chúng ta tập trung vào đó là cái gì? Đó chính là những cái điều mà chúng ta muốn hướng đến trong cái công việc của chúng ta, hay là những cái rào cản mà chúng ta đang gặp phải. Nếu như chúng ta gặp phải những cái rào cản và chúng ta tập trung vào cái rào cản, thì chính đó sẽ là cái điều tập trung đó, nó sẽ làm cho cái cảm xúc của chúng ta nó tụt xuống. Và cái cảm xúc của chúng ta tụt xuống thì năng lượng của chúng ta cũng tụt xuống. Còn nếu chúng ta tập trung vào cái mục tiêu của chúng ta, tập trung vào những cái điều mà giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu, đạt được cái kết quả của chúng ta, thì khi đó cái trạng thái cảm xúc của chúng ta nó sẽ ở một cái trạng thái cảm xúc tốt. Và khi trạng thái cảm xúc tốt thì năng lượng của chúng ta lên, và khi năng lượng của chúng ta lên thì chúng ta sẽ giải quyết công việc một cách nó hiệu quả hơn. Do đó, để giải quyết công việc một cách hiệu quả thì chúng ta phải là người có khả năng quản trị cảm xúc. Đương nhiên bên cạnh khả năng quản trị cảm xúc thì chúng ta cần phải có các cái kiến thức về cái chuyên ngành đó, về cái chuyên môn mà chúng ta đang làm việc. Nhưng cái kiến thức đó chưa đủ mà chúng ta cần phải có khả năng quản trị cảm xúc, vì cảm xúc nó sẽ quyết định cái sự thành công của chúng ta trong công việc. Do đó cảm xúc là cái điều mà chúng ta cần phải có khả năng quản trị, và đặc biệt là với kế toán trưởng, giám đốc tài chính, những nhà quản trị tài chính của doanh nghiệp, thì cái việc quản trị cảm xúc là điều bắt buộc chúng ta phải có khả năng. Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái góc cạnh, một cái khía cạnh nó bên lề của những công việc chuyên môn về tài chính doanh nghiệp, đó là quản trị cảm xúc. Và đây là cũng là một cái điều mà rất ít người làm công tác đào tạo, cũng như là công tác chia sẻ về tài chính, chia sẻ với chúng ta về cái cách để chúng ta có thể quản trị được cảm xúc. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy cái video này hay và có giá trị thì hãy đừng quên ấn vào nút đăng ký, ấn nút chia sẻ và ấn nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của tôi trong thời gian tới. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.